Đứng nồn lên. Đứng nồn lên. Đứng nặng đám người. Chồng ơi, cái ông này, ông ấy cứ quấy rối em ấy. Ông ấy bảo em là đứng. Giờ làm vào đây. Bạn bảo vợ tôi đứng gì cơ? Đứng nồn. Con chó này. Bây giờ tao cho mày cơ hội cuối cùng nhá. Mày bảo vợ tao đứng gì? Đứng nồn lên. Đứng nặng đám người. Gọi em là linh chỗ vì em nhiều nước. Em ơi, cho anh hỏi mấy giờ rồi? Đi này, mấy cái chỗ mà. Sáng khoái lắm ha. Trượt mà kiểu như là thác nó ở chỗ nào em nhỉ? Bạn anh nói hẹn ở đấy mà không biết ở đâu nhỉ? Cứ đi thẳng vòng này là nghĩa là đến à? Đúng rồi. Không bơi à? Tại em bơi bây giờ em mới nghỉ xong mà. Em mới bơi rồi. Em có đi cùng bạn không hay đi một mình đấy? Nhờ bạn em ra ngoài kia đợi kìa. À đợi ngoài kia à? Nhưng em có dám trượt một cái thằng không? Ừ, bình thường mà anh. Bình thường à? Ok. Thế là em rồi đấy anh. Mới lại kìa, quan trọng là vì anh không biết bơi ấy. Anh không hiểu là sao mà 30-40 năm nay anh cứ tập bơi là nó cứ bị chìm nhá. Không hiểu sao mà toàn chìm phần dưới thôi. Em biết tại sao mà nó gọi anh không biết bơi không nhỉ? Mà anh kiểu như là anh kiểu như anh tập bơi nó toàn bị chìm kiểu nặng mông hay sao ấy. Em có biết bơi không? Biết, em biết mà. À ok, không hiểu sao anh toàn bị chìm, chán thật. Ôi đẹp trời phết nhỉ. Em ngồi đây thề là khiến mẹ mấy thằng bọn anh cứ bơi đi bơi lại đoạn này, không biết làm kiểu gì em ạ. Đây hồ bơi cho con nít mà. Bơi cho con nít, anh không biết bơi thì anh phải tập cùng bơi và cùng con nít thôi. Đây có cả người lớn mà. Nhưng mà chỗ này là nông dành cho những người không biết bơi. Đây là mấy chú dẫn mấy con mấy bé đi bơi mà. Thì anh đã bảo là anh không biết bơi mà. Anh cứ ra chỗ sâu là anh chìm nên anh chỉ dám ở chơi ở đây thôi. Mà em cứ ngồi đây làm anh hiểu như là không bơi được ấy. Em đợi nhỏ bạn em thay đồ nó ra là em đi giờ đó. Nhưng mà em ngồi đây anh không bơi được đâu. Cười anh đi thôi, chỗ này em ngồi mà. Chỗ này là chỗ nước nông duy nhất ở đây, em phải đi chỗ khác đi. Nhưng mà anh thích ở chỗ này, nó có cây dừa, nó giống ở Hawaii em hiểu không? Em cứ ngồi đây làm sao anh mất tập trung, anh không bơi được, anh toàn chìm. Hả? Bây giờ em đi nhá. Trước khi đi cho anh xin gì nhỉ? Xin cái gì mà em hay dùng đi, Facebook, số điện thoại các thứ đi. Để hôm nào anh xem thuê em một buổi để dạy anh tập bơi cái không? Có khi là có. Bình thường là anh toàn huấn luyện viên là nam rồi, thầy bọn con trai dạy thôi. Anh chưa thử con gái nhưng đâu con gái dạy là anh tự nhiên lại nổi thì không biết tại sao. Bình thường con trai dạy anh toàn chìm rồi, nhưng đâu con gái bọn em dạy anh lại kiểu nổi. Nhá, anh sẽ trả huấn luyện viên bình thường nhá. Ấy em dùng cái gì hay dùng cái gì nhất thì anh cho anh. Ở đây ok em. Ok, anh kết bạn rồi nhá. Ok. Anh yêu em nhá. Có gì hôm nào đi dạy anh bơi nhá. Okay. Cho anh loại bà thằng này nhá.
Một cái. Kẹp cái gì ạ? Ba. Kẹp cái gì ạ? Bánh xốp hay là bánh hả? Kẹp cái xốp hay là sandwich ạ? Anh gọi mang về. Xốp hay sandwich ạ? Cái này hay cái này ạ? Hả? Cho anh em màu hồng lên. Ờ. Cái gì cơ? Anh mang về. Anh ăn luôn được. Bao nhiêu tiền? Cảm ơn nhá.